Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ học giáo lý cho các vị sa di. Và chúng ta học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm, và chiều nay là kỳ thứ 68. Hôm nay mình học bài kệ cuối ở trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu, đó là bài thứ 51, nói về tám giới tướng của bát quan trai. Ở trong trong Phật pháp đó, thì giới là giới luật mà chúng ta thọ để tu tập đó, có chia làm hai phần, hai loại khác nhau. Một á, chúng ta gọi là tiệm thứ giới. Tiệm thứ giới. Hai á, chúng ta gọi là đốn lập giới. Chữ tiệm á, tiệm thứ là gì? Là chúng ta đi từng bước, đi có thứ lớp, cho nên gọi là tiệm thứ. Cho là nó bắt buộc nó có những cái steps, và những cái bước từng bước. Một rồi mới tới hai, hai rồi mới tới ba. Cái đó gọi là tiệm thứ. Còn cái đốn lập á, nghĩa là cái nhanh, cái đó đi thẳng mà không cần đi thứ lớp. Ví dụ mình thọ tam quy là một step, thọ năm giới là hai step, rồi thọ đến sa di rồi mới thọ tới tỳ kheo. Trường hợp đó gọi là gì? Cái đó là gì? Cái đó là tiệm thứ. Thí dụ như mình mới vào tu thì không thể nào vừa vào xuất gia cái là thọ tỳ kheo liền được, mà phải thọ sa di rồi mới tới thọ tỳ kheo. Còn bên nữ thì phải sa di, tức là sa di ni đó, rồi thức xoa rồi mới tỳ kheo. Thì trường hợp mà chúng ta thọ thứ lớp như vậy thì cái đó gọi là tiệm thứ. Vậy thì những cái giới như là tam quy ngũ giới, xuất gia giới, những trường hợp đó gọi là tiệm thứ. Còn đốn lập là gì? Là không cần phải thứ lớp như vậy, nó có thể đi straight, đi thẳng tới luôn. Ví dụ như là cái giới bát quan trai này, người thọ bát quan trai này không cần phải là người thọ năm giới mới được thọ. Hay là Bồ Tát giới cũng vậy, thọ năm giới thì không nhất thiết người đó phải thọ năm giới rồi thọ thập thiện mới được thọ Bồ Tát, mà có thể thọ tam quy rồi thọ Bồ Tát giới. Tại vì sao? Tại vì đây là những cái giới mà người đó đi thẳng tới để tiếp nhận cái này. Vậy thì những người Phật tử, thí dụ người đó ta mới bắt đầu đi chùa, người ta chưa có pháp danh, chưa có pháp danh nghĩa là chưa quy y chứ gì nữa. Vậy thì người chưa quy y năm giới thì là tam bảo, họ thọ bát quan trai được không? Được. Đó, thí dụ chùa tổ chức mỗi thần bát quan trai mỗi tháng lần,
thì bất cứ một vị nào họ phát tâm thọ, thọ được hết. Không có luận là nói ô anh chưa có quy y, chứ anh chưa quy y anh chưa có được thọ giới này. Không phải vậy. Tại sao? Tại vì giới này cái thời hạn là bao lâu? 24 tiếng thôi. Cái thời hạn thọ giới Bát Quan Trai này chỉ có 24 tiếng, mà một ngày một đêm là xong. Tại sao Bồ Tát giới lại được nữa? Là tại vì Bồ Tát giới là cái thông giới, tất cả mọi người ai cũng có thể thọ. Ví dụ bây giờ có một cái người đó 70 tuổi rồi, phát tâm đi xuất gia, thì có thể là vị sư phụ đó, vị thầy đó mở cửa gieo duyên cho vị 70 tuổi đó đi xuất gia. Thì cái vị đó có thể xuất gia, có thể thọ sa di giới. Nhưng mà sau đó vị này không cần phải thọ tỳ kheo, tại vì cái tuổi 70 rồi, không cần nữa. Mà có thể thọ gì? Thọ Bồ Tát giới. Thọ sa di rồi xong thọ Bồ Tát, cứ như vậy mà suốt đời này tu. Cho nên khi mất đi, chúng ta thường gọi vị đó là gì? Sa di Bồ Tát giới. Còn nếu mà một vị tỳ kheo mà thọ tỳ kheo Bồ Tát thì ta thường có gì nè? Tỳ kheo Bồ Tát giới. Ở ngoài Bắc á, khi ta người ta đọc một vị xuất gia mất, ta hay đọc vậy lắm. Maha tỳ kheo Bồ Tát giới, đạo hiệu gì đó đọc ra. Chứ ngoài đó ít có đọc như kiểu như mình Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Quý Thượng gì Hạ gì, không có đọc cái dòng thiền. Ví dụ như cái vị đó mất rồi sẽ nhập tháp, đặt tên tháp là Tháp Liên Hoa. Thì mình đọc cái tên vị đó là Nam Mô Liên Hoa Tháp Tỳ Kheo Bồ Tát Giới, đạo hiệu gì gì đó, rồi xong. Còn có chỗ còn mình làm gì ta đọc luôn. Ví dụ như đấy, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế, Trú Trì Nhị Tự, tức là trụ trì hai chùa đó, Quý Thượng gì Hạ gì, hiệu gì đó. Rồi xong rồi ví dụ như Quý Thượng Bông Hạ Hoa, hiệu Bồ Đề, Nguyễn Công Hòa Thượng. Nguyễn Công là gì? Ông họ Nguyễn. Thay vì ông tên là Nguyễn Văn gì đó, không có đọc vậy, không có đọc tên, đọc cái họ thôi. Nguyễn Công Hòa Thượng, hay Lê Công Hòa Thượng, hay là Đoàn Công Hòa Thượng, tùy theo cái họ. Đó là mình thêm vô cho nó đầy đủ, từ tên đạo cho tới họ đời. Giới nó có chia hai phần như vậy. Cho nên hôm nay mình học Bát Quan Trai giới, thì chúng ta nói Bát Quan Trai là thuộc về đốn lập giới, vì ai cũng có thể thọ, không nhất thiết người đó phải từng thọ, đã từng thọ tam quy ngũ giới mới được thọ. Vì vậy cho nên trong cái nghi truyền giới Bát Quan Trai á, đều lặp lại câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Một ngày một đêm tu hạnh Bát Quan Trai giới thanh tịnh rồi. Và đọc xong chữ rồi đó mới gọi là tam kết. Còn hồi nãy gọi là tam quy. Quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là tam quy. Rồi bây giờ kết nè, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Cho nên mới nói này các vị giới tử, các vị đã thọ tam quy tam kết, giới thể được tròn đủ, này trao giới tướng. Vậy thì bây giờ mình để cái chữ giới tướng đó. Giới tướng là gì? Giới tướng là gì? Tướng là cái form. Tướng là cái phun. Ví dụ như bây giờ sát sanh khởi trong này đâu phải là giới tướng. Cầm cái dao giết người, đi ra tới cái hành động thì cái đó gọi là tướng. Hôm trước mình có học rồi. Cái gì mà nó đi tới hành động, nó thành tựu thì gọi là tướng. Vậy thì
người xuất gia ở cái mặt tánh thì ai cũng biết. Ví dụ có nhiều người nói tôi không cần thọ giới, tôi ăn hiền ở lành, tôi không giết, thì đúng rồi, cái đó anh mới được cái phần giới gì, giới tánh thôi. Nhưng mà tại sao phải thọ giới tướng? Tại vì anh phát nguyện anh giữ cái giới tướng đó, đó thì cái giới tánh nó mới không phạm. Tại vì thí dụ bây giờ mình nói vậy đi mà mình không thọ, không phát nguyện, thì có thể khi nóng giận mình có thể giết người, mình không có control mình được. Còn ví dụ như thế, còn hoặc là đôi lúc ta nói mình uống rượu, tôi đâu có thọ giới. Nhưng mà nhờ mình nói thọ, con nguyện không uống rượu. Thì khi mà mình ai mời rượu nó dạ xin phép, tôi không thể thọ, tôi không thể dùng. Vì vậy cho nên đó, cái giới tướng nó rất là cần. Cũng như trong cuộc sống của chúng ta, mình thương nhau là đúng rồi, nhưng mà đôi lúc chúng ta cần thể hiện, phải không? Thể hiện cái tướng, cái action, cái practice. Cho nên đó, trong Phật Pháp đó, cái tướng cũng phải, cái tánh cũng đúng, cái lý, cái sự, nhưng mà phải dung cả hai thì nó mới tới cái chỗ rốt ráo viên mãn được. Đừng có nói lý mà không có sự, cũng chỉ đừng có cái sự mà bỏ cái lý. Ví dụ như nói tu tâm được rồi, cần chi tụng kinh. Nói vậy cũng có lý chứ gì nữa. Cái lý là mình mới nói được cái gì, cái absolute truth. Nhưng mà cái relative truth, cái tục đế đó, cái hình tướng anh ngồi tụng kinh đó, thứ nhất ngồi và thúc liễm. Mình nếu mình nói là tôi hiểu lời Phật, tôi thấm nhập rồi, tôi đâu cần tụng, thì đâu có sao, đúng. Nhưng mà không tụng thì mình làm gì? Mình đi ngủ. Mà hãy mà đi ngủ hay là mình làm gì đó thì mình trôi, nó không có một cái giờ khắc nào đó mình thúc liễm. Ví dụ bây giờ mình thọ giới rồi, mình hiểu giới, mình tu chứ mắc chi lễ tụng giới. Nhưng mà tụng giới để làm chi? Để ít nhất một cái thời gian đó nhắc nhở mình, đây là những giới có trong cái phần của mình. Nói gì chứ sao mình nhớ hết 250 giới, 348 giới, rồi cộng thêm 58 giới Bồ Tát nữa, nhiều quá. Thì chúng ta không thể nào chúng ta nhớ hết được, cho nên phải nhờ mỗi tháng hai lần, cứ review thế nào phải thuộc. Kinh cũng vậy thôi, mình tụng riết thuộc kinh, mà nhờ thuộc vậy cái đó thấm nhập, đụng vô cái gì nhớ ra. Cho nên bát quan trai giới á, bát là tám, không, chữ quan là đóng lại, là cái cửa đóng lại. Chữ trai giới, chữ trai này là gì? Đây là giới, mà cũng nói cái, nếu mà nói về cái thể đó, là cái phần ăn uống của mình. Tại vì tất cả mọi cái sự tập nhiễm của con người á, cũng một phần do ăn. Ví dụ như con người có nhu cầu ăn ngon, ăn bổ, cho nên có thể con người sẽ sát sanh. Muốn ăn những con cá, con gì đó cho nó ngon thì phải buộc lòng phải đi săn bắn. Rồi nếu mà mình ăn mà, nếu mà cái ăn đó của mình á, mà nó sung mãn ở trong cơ thể, thì cũng có thể mình đi đến cái gì, những cái chuyện sai quấy khác. Cho nên tại sao á, mình ăn chay, rồi á, các vị xuất gia cũng kiêng ăn bớt tỏi, hành. Thật ra nó là rau mà có gì đâu, nhưng mà bởi vì ở trong cái chất rau đó nó nhiều cái chất kích thích tố quá, thì chúng ta giảm cũng là điều tốt. Không. Rồi cái thứ nữa là gì? Tại sao các vị thầy trẻ, nếu mình đủ sức khỏe đó để mình làm việc nặng, mình làm những công việc nặng nhiều tốt. Tại vì sao? Mình ăn uống
thì phải có sự tiêu hóa. Mình ăn mà không có thể thao, không có làm việc thì người của mình có thể nó béo phì, hoặc là nó dư chất, thì nó có thể dễ làm cho chúng ta bức bách trong cơ thể. Và khi bức bách thì chúng ta khó định tâm. Vì vậy mà chúng ta có làm việc nặng cũng tốt, để nó ra mồ hôi, nó burn, nó tiêu hóa bớt những cái calorie trong người, không? Để cho chúng ta dễ tu. Bởi vì thủy chung cơ thể mình là một cấu tạo đặc biệt, mà ăn uống nó cũng là một ảnh hưởng một phần. Vì để ý coi, mình ăn mà không đủ chất thì bệnh, phải không? Vì vậy cho nên á, tất cả mọi sự, vì vậy mà hôm trước mình học pháp số đó, nhất giả gì, nhất thiết chúng sanh giai do ẩm thực, giai do thực, tất cả đều do ăn uống. Con người sống là phải ăn. Vì vậy mà nếu chúng ta có chánh niệm về cái ăn thì nó sẽ giúp đỡ cho mình một phần lớn trên phương diện tu tập. Tại vì ăn mà có sức khỏe tốt thì tu tốt. Mà nếu mình ăn mà quá ư nhiều những cái chất mà không có chánh niệm thì nó cũng làm cho mình bị khó tu. Vì mình sung mãn trong cơ thể mà không có cách chuyển hóa nó. Nhất là khi chúng ta còn trẻ. Cho nên á, trong này nó là bát quan trai. Lấy cái chuyện ăn đó, lấy cái trai giới đó làm cái thể để nói lên cái giới này. Và tại sao Đức Phật chế ra tám giới này? Là tại vì muốn cho các vị tại gia, Phật tử, cư sĩ đó có cơ hội làm người xuất gia nhưng mà không thể suốt đời, thì giới này nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm. Cho nên một tháng đó mình có thể thọ 6 lần chứ không phải là thọ 1 lần. Một tháng một lần đó là tại mình phương tiện, nhưng mà ít nhất cũng một lần. Còn ai có khả năng thì 6 lần. Vì vậy cho nên các vị tại gia Bồ Tát giới đó, một tháng phải có 6 ngày thọ bát quan trai giới. Có chỗ á, các ngài giải thích á, hàng ngày chúng ta sống á, chúng ta phóng cái tâm của mình do cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái tư duy phân biệt. Cái chúng ta thường là lục căn tiếp xúc với lục trần, lục cảnh đó. Vì vậy cho nên muốn ngăn trừ cái đó thì chúng ta cố gắng giữ tám giới, cho nên gọi là bát quan trai. Nhưng mà thật sự ra tám bát quan trai này chính là lấy 10 cái giới căn bản của người xuất gia, nói cho dễ hiểu là giới sa di đó: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, là 5 giới của người cư sĩ thường lệ nè. Và chỉ thêm 5 giới là gì? Không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, phải không? Không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn, không ăn phi thời, không cầm giữ tiền của. 10 giới. Thì bây giờ trong 10 giới này, bỏ giới thứ 10 ra, bỏ cái giới cuối là giới cầm nắm tiền của, còn lại 9 giới. 9 giới thì mới lấy cái giới nằm ngồi giường cao cầu rộng lớn là giới thứ 8 với cái giới thứ 7 gom lại thành 1. Hiểu ý không? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu là 5 rồi. Giới thứ 6 là không đeo vàng vòng, hột xoàn, dầu thơm gì đó là giới thứ 6. Giới thứ 7 là không đờn ca sướng hát và nằm ngồi trên giường cao rộng lớn. Hai cái giới đó gom lại thành 1. 7, 8 gom lại thành 1. Cho nên 6 là hai cái giới đó là thành giới thứ 7. Và giới thứ 8 là không ăn phi thời. Cho nên á,
10 giới căn bản của người xuất gia, bỏ giới cuối còn lại 9, rồi lấy 7, 8 gom lại thành một nữa, thành là 8 giới. Thay vì mình tách ra thành 9 giới thì gom lại một. Chỗ khác biệt lớn giữa Bát Quan Trai và Sa Di 10 giới là gì? Là cái Sa Di giới á, là thọ suốt đời, còn Bát Quan Trai giới này chỉ là một ngày một đêm thôi. Cho nên trong giới nói rõ, khi mình thọ đó, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Không có hơn. Bây giờ người ta muốn tu mà nghe như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị nay phát nguyện từ đây cho đến cuối đời, tức là suốt đời đó, không sát hại chúng sanh, làm được không? Cái đó là của người xuất gia chính thức. Hay là thọ Bồ Tát giới, từ thân này là thân nào? Cái thân hiện đời mình đang có nè. Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh. Nghĩa là đời này, thân này thì mình đang có nè, cho đến cái thân nào mình thọ mình thành Phật đó, thì ở trong cái khoảng giữa này, from từ đây cho tới đây, thì khoảng giữa này, đời này là một là cái điểm bắt đầu nè. Khi mà chúng ta thành Phật nè, thì ở cái khoảng giữa này bao nhiêu kiếp mình không biết, nguyện không sát sanh. Giờ trong Bồ Tát giới nói vậy đó, từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh. Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được trộm cắp. Mình không hiểu ở khoảng giữa là sao, thì mình nhớ khoảng giữa là vậy đó. Tức là ở trong cái thời gian từ đây cho đến ngày thành Phật, thì trong lúc cái quá trình từ cái này là một cái quá trình thành Phật, không sát sanh, không trộm cắp. Cho nên các vị mà người tại gia đó, ta không thể xuất gia được, thì người ta chỉ giữ 8 giới này thôi. Mà trong kinh còn nói, người nào mà thọ giới này một ngày trọn vẹn đó, bằng người xuất gia tu 1 năm. Cho nên người nào 1 năm 12 tháng mà đi thọ được 12 lần là như họ xuất gia 12 năm rồi đó. Nhưng mà với điều kiện sao? Phải trọn vẹn của một ngày đó kìa. Chứ còn ơi, thọ giới ra rồi giờ rảnh cái kéo nhau vô góc ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện hột xoàn, chuyện vàng vòng, chuyện thì cái đó làm sao trọn được. Mà ấy, người ta nhắc thì buồn. Ai tới nói chị mình thọ giới, hay là vị thầy mà hướng dẫn giám niệm, thầy giám niệm mindfulness inspection, lâu lâu thỉnh tiếng chuông, đang rì rào thỉnh tiếng chuông lên cái im, vừa dứt tiếng chuông 3 hơi thở xong nói tiếp, thì làm sao trọn? Cho nên nếu mà tính là một ngày tu là bằng 1 năm, có, nhưng với điều kiện vị đó phải thúc liễm một ngày đó thật trọn vẹn. Có những cái trường hợp á, là người ta thọ giới này người ta không ở được hết 24 tiếng. Ví dụ như ở Việt Nam, chùa không có ngủ lại đêm, thì các vị lên thọ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là phải đi về, là 12 tiếng phải không? Về tới nhà đó, các vị tiếp tục giữ giới đó. Rồi sáng hôm sau ở nhà mình á, ngay tại cái bàn Phật của mình á, mình thắp hương, mình lễ Phật, mình phát nguyện đệ tử thọ trì Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thanh tịnh đã hoàn mãn, con xin xả giới.
Nếu mình không xả ở chùa, tại vì chùa không được phép ở nữa. Hay là có những vị do bệnh duyên không thể ở chùa được ban đêm, phải cần về nhà, vì ở nhà mới đủ phương tiện cho các vị trong vấn đề chữa bệnh, thì các vị được về nhà, không nhất thiết thọ bát quan trai phải ở trong chùa. Mình có thể ở nhà mình thọ được mà. Nhưng mà tại sao mình vô chùa? Là vì nó có cái môi trường nó dễ giúp cho mình tu hơn. Ví dụ ở nhà điện thoại reo mình phải bắt, rồi thấy cái này thấy cái kia. Còn trong chùa có thời khóa hẳn hoi, cho nên mình đi theo đó nó dễ. Chứ vậy thôi, chứ không phải là cái giới này bắt buộc phải vào chùa thọ. Vị nào vì hoàn cảnh không thể được thì có thể thọ nhà. Chờ các vị mà về đây mà thọ bát quan trai giới đó, mà các vị thọ sáng chiều các vị về, cứ về. Rồi ngày hôm sau ở nhà mình, đúng cái giờ đó hay cái giờ công phu gì đó, mình lên mình tự mình xả giới. Mà thật ra giới này nó có tác dụng 24 tiếng thôi. Thì người ta nghe như vậy á, ồ, mình muốn làm người xuất gia, nhưng mà mình không làm đủ, trọn đời thôi, ráng tháng tu ngày, còn không thì tháng tu 6 lần vào những ngày chay á, 14 rằm 23, 24 gì đó, thí dụ vậy, những ngày chay mình thọ. Thì bây giờ 8 cái điều giới tướng này là gì? Một là không sát sanh, bất sát phải không? Hai là không có trộm cắp, bất đạo. Ba là bất dâm, gọi là không được làm việc, gọi là phi phạm hạnh. Mình nhiều khi mình nói theo nó suông miệng á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng mà nhớ là bát quan trai là không có tà dâm. Phải xác định rõ là bất dâm, chứ không phải tà nữa. Cư sĩ tại gia thọ năm giới mới tà dâm. Còn các vị thọ bát quan trai giới là giới của người xuất gia, bất dâm. Thứ tư là bất vọng ngữ. Thứ tư là bất gì? Ẩm tử phải không? Uống rượu. Nhớ là người nào á, thêm cái nghiện nữa là nghiện trầu, nghiện thuốc lá, thì ngày hôm đó cũng phải dừng. Nói chung là những cái gì mà chúng ta nghiện đó đó, thì cái ngày đó chúng ta phải bỏ, để cho chúng ta làm một người xuất gia trọn vẹn. Đó là giới thứ năm, không uống rượu, hút thuốc. Nhớ ở đó có các vị lên đây thọ, rồi mùa đông lạnh quá không có thể ra ngoài hút thuốc được, chui vô quá rồi mình hút. Mà anh cũng khôn lắm, anh thông minh lắm. Cái máy hút mà hút hơi á, hút hơi hôi ở trong nhà cầu á, anh leo lên cái bồn cầu anh đứng á, anh hút xong thả khói lên cho cái đó nó hút ra ngoài để cho không ai biết. Nhưng mà biết không? Biết chứ. Cái khói thuốc coi vậy chứ nó hôi lắm. Cái khói nhang nó nhả ra thì nó cũng có, nhưng mà có mùi, mà mùi hương, mùi thơm. Cho nên ta ngửi được cái ô mùi này mùi nhang. Nhưng mà ta ngửi được cái ô này là mùi thuốc lá. Mà nhất là mình là không có hút, là mình sensitive lắm, mình rất là dễ ngửi. Cho nên Pháp Hòa mà bước xuống đi tới lui là lát là biết là từ cái ống phòng đó đó, từ cái phòng nhà toilet đó nó đi ra đó. Mà hồi đó là đâu phải bên nam đâu, bên nữ đó. Có cô đó cũng nghiện thuốc mà, cổ bác quan trai cổ lên cổ hút, cổ vô trong washroom hút. Cho nên á, mình cứ nghĩ á, thôi thì cũng thông cảm, tại vì các vị này là những người còn ngoài đời mà ta có những cái thói quen.
Chỉ thỉnh thoảng người ta lên người ta tu thôi, nhưng điều là người ta không 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 quen, không không làm được chuyện đó. Thậm chí có người vừa ăn bữa cơm xong á là có cái quen hút thuốc rồi, cho nên á mới vừa kinh hành niệm Phật xong thoáng qua mất tiêu rồi. Ngó ra cửa thấy đứng ngoài sân rồi, thắp cây nhang cúng trời cái đó. Hồi nãy ở trong này thắp nhang cúng Phật rồi, giờ ra ngoài sân cúng trời. Rồi có nhiều vị người ta mới giỡn á, người ta giỡn người ta nguyện sao biết không? Con nguyện á, từ đây trở lên không hút nữa. Thường 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 hút thuốc hút tự đâu? Hút ở cái miệng. Mà ảnh con nguyện từ đây nè, tức là anh đưa cái lỗ mũi anh từ đây trở lên vậy vậy thì vẫn hút chứ gì nữa. Vậy thứ sáu là không đeo tràng hoa thơm, không sơ ướp dầu thơm vào mình. Không đeo tràng hoa thơm, không sơ ướp dầu thơm vào mình. Ví dụ như mình tu bát quan trai đó, mình có cái thói quen các vị nữ là phải trang điểm. Nhưng mà nếu mà thật sự cái mình muốn cái giới thể này mà một mà mình cái giới tướng này mình giữ cho trọn vẹn đó, thì cho dù là 24 tiếng cũng dứt khoát không được. Phải không trang điểm son phấn. Thậm chí những cái vàng vòng mà chúng ta đang đeo, chúng ta có thể lột được, chúng ta cất đi để nó thể hiện cái giới tướng này cho nó trọn. Cho nên á, nói là thọ giới vậy, nhưng mà nhìn lại đó, cái giới tướng mình nó có trọn vẹn hay không cũng chưa chắc. Tại vì nó phải tùy vào cái sự tu tập của chúng ta. Chờ các vị nào mà khó đó, là bắt buộc là các vị đó, các giới tự đó phải tháo trang sức ra. Và ngày hôm đó không sử dụng dầu thơm, không trang điểm son phấn, mới thật sự là đúng cái nghĩa của chúng ta thọ giới xuất gia một ngày một đêm. Bây giờ mình cứ tưởng tượng á, một cái người ngủ đem vàng vòng vô ngủ chung công cộng vậy, mà lỡ như trường hợp mà mình ngủ mình mê nó rớt, hoặc là trong khi mình ngủ mình bị ngứa cái tai mình gãi rồi nó xúc cái cà rá ra, có phải cái ngày mai mình phiền não không? Trời ơi trời, đi tu có ngày mất hết chiếc cà rá rồi, bây giờ hỏi ai? Nếu mà mình trong phòng này không biết cái bà A, bà B, bà C có lượm không, nghi ngờ, mà giờ hỏi trực tiếp người ta thì người ta buồn. Ủa chị nghĩ sao vậy, trong phòng này bao nhiêu người mà chị hỏi tôi đó. Thành thử không hỏi thì chúng ta hoài nghi, mà hỏi đó thì chúng ta mít lòng, phải không? Mà bây giờ cả hai không được thì im lặng thì tiếc của, rồi thì nó không lợi ích. Vì vậy cho nên đó, nếu mình nói đúng ra cái ngày đó, cho các vị mà thọ xuất gia gieo duyên cũng vậy, nếu mà mình nói là mình tu mà trọn vẹn rốt ráo thọ 10 giới sa di, gọi là để hành trì cho nó viên mãn, cho nó miên mật trong 10 ngày, thì cái giới thứ 6 này chúng ta phải nghiêm túc. Không lẽ bây giờ ông thầy mà ông gặp mình ấy, ủa sao treo, sao đi bôi son chi vậy, nói nó kỳ. Tự mình thôi, tại mình biết rồi, mình đi xuất gia gieo duyên 10 ngày, thì đây là 10 giới của người xuất gia, thì trong đó có cái giới son phấn. Cho nên nếu mà thật sự mình muốn trọn vẹn ngày tu đó, thậm chí trong 10 ngày đó, tóc tai của mình đó, đúng ra là phải cạo sạch đó. Nhưng mà giờ là phương tiện nhá keo, thì chúng ta chỉ đơn giản là làm gọn nó lại, chứ không có phải là gì đó, đem mấy cái đồ cuốn, đồ theo tối rồi cuốn cho nó đẹp để mai sáng rồi ra. Cái đó nó cũng không được nữa. Thật ra không có tội lỗi gì hết đó. Nhưng mà nếu mà đứng trên cái phương diện là miên mật hành trì cái giới đó chưa trọn. Mình đã nói là gieo duyên á,
Nghĩa là tất cả những gì của người tu chúng ta phải gieo duyên hết. Như là đắp y, ôm bát, quá đường, kinh hành, tụng kinh, lễ sám, làm việc trong chúng, học giới luật, vân vân. Không thể trọn đời, cho nên 10 ngày để gieo cái duyên đó. Thì phải gieo cái duyên trọn là chúng ta không trang điểm son phấn. Cho nên các vị nhớ là 10 giới sa di đó, nó không phải là dành riêng cho người sa di. Nếu mà nói đúng ra nó là 10 giới căn bản của một người xuất gia. Bây giờ anh thọ 250 giới phải không? Nó gom gọn cũng 10 giới này thôi. Hay là 348 giới nó cũng không ngoài 10 giới này. Vì vậy mà ở thiền viện những cái nội quy mà của Hòa Thượng Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ, nội quy của sư ông là một người nào chấp nhận vào thiền viện của sư ông thì phải tuân thủ 10 giới căn bản của người xuất gia. Dĩ nhiên là phải là tỳ kheo ni hết rồi. Nhưng mà lấy 10 cái giới này làm cái nền tảng tu tập. Rồi, giới thứ 7 là gì? Không đờn ca sướng hát. Trong đó nói là suốt đời không có đờn ca sướng hát, cố đi xem nghe. Tại sao gọi là cố? Cố này là gì? Cố tình đó. Cố tình đó. You mean it. Mình làm nó một với một cái purpose đó. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây nè, mà giờ cái hàng xóm họ mở nhạc ở sao, họ hay mình ngồi đây, cái này là mình phải nghe thôi. Tại ngồi đây mình đang làm gì mình phải nghe thôi. Nhưng mà ở dưới, ở ngoài đó nó mở cái nhạc, cái mình kéo cái ghế mình ngồi ngay cửa, nhạc hay ha, rồi mình ngồi mình lắc chân mình nhịp theo đó. Đây là cố đi xem nghe nè. Không xem được thì nghe. Còn mình thí dụ mình giờ, bây giờ ngược lại, bây giờ phía sau này á, nó mở một cái tiệc rồi nó có một cái đoàn múa hát gì đó, phải không? Rồi cái mình trong chùa nè, mình ngó đi chỗ nào nhìn được cái, à cái cửa sổ này ngó được, bắt đầu bắt cái ghế ngồi ngó hoài. Đó là cố xem. Rồi nghe người ta hát gọi là nghe. Còn cái chuyện mà mình ở trong một cái không gian nào đó mà hàng xóm họ hát hay là ở đâu đó họ hát, buộc mình phải nghe thôi thì phải nghe. Do đó không thuộc về cố. Còn nói trời ơi lâu lắm mà không nghe mấy bản này á. Này tự nhiên phía sau này mở hay ghê vậy đó. Cái bắt cái ghế ngồi. Đã dậy rồi ngồi dỗ theo, nhịp theo đó. Rồi lắc tấm tắc khen rồi đó. Đó là cố xem nghe. Trời, không nằm ngồi trên giường cao, rộng lớn tốt đẹp và cố đi xem nghe. Tại vì á, hễ mà chúng ta buông lung ở mắt thì gọi là xem, buông lung ở tai gọi là nghe, buông lung ở xúc chạm đó là nằm trên giường cao rộng lớn. Có nhiều vị giữ giới này cái ở nhà đó, cái giường bự quá, nghe vậy cái tuột xuống đất nằm cũng được, không sao, lâu lâu ngủ ngày thôi mà. Nhưng mà thí dụ trường hợp không được thì sao đây? Chúng ta nằm quy định cái phạm vi thôi. Cũng giống như mình lỡ mình đi giảng vậy đó. À, mình đi tới nhà cư sĩ, Phật tử, tới đâu đó mình lỡ người ta làm cái giường rộng quá cho mình ngủ. Cũng không có nên dùng hết cả cái giường đó. Nằm vừa chừng cái phạm vi đó thôi. Tại vì đó là sự thúc liễm cho bản thân mình. Thế thôi. Giới thứ 8 là không ăn phi thời. Như hôm trước mình có giải thích chữ đó rồi đó ha. Hãy qua giờ thì chúng ta không ăn. Nhưng mà bởi vì các tổ phương tiện, vì chúng ta nhớ là chúng ta ăn chiều đó, là nó không đúng với cái nguyên tắc. Cho nên buổi chiều
phải tuyệt đối là ăn trong im lặng. Và nhiều khi mình nói thực tập vậy nè, buổi chiều mình càng im lặng càng từ tốn đen chi, phải không? Nó khởi cái tâm tàm quý xấu hổ, lẽ ra không ăn á, mà giờ vì cái cơ thể nó đòi hỏi, không ăn tối không ngủ được, không đói bụng nó cồn cào khó chịu, rồi có người bệnh không ăn thì mệt mỏi, ví dụ như những vị tiểu đường phải ăn uống cho đầy đủ, còn không thì nó xuống đường, nó lên đường ăn. Nhưng mà ăn trong cái tâm gọi là hổ thẹn. Vì vậy cho nên buổi chiều gọi là gì? Dược thực. Ăn nhớ nha, ăn thuốc thôi. Cho nên không có khen ngon, khen dở, chê gì nữa hết á. Ăn là một món thuốc để trị bệnh. Ăn trưa mà còn quán vậy mà. Nếu mà đúng ra cái câu quán bằng tiếng Hán á, tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Bốn là phải thấy rằng những món ăn này chính là những món thuốc vì để trị cái bệnh khô gầy của cơ thể. Phải nghĩ như vậy thì khi chúng ta ăn, chúng ta giảm đi cái phần khen chê hay là đắm chìm trong những cái món ăn đó. Ví dụ như ăn ngon quá, cái ngó hết rồi, hơi thất bại, hơi thất vọng á. Trời ơi, ngon vậy mà nấu một chút, ăn không đủ. Luôn luôn mình có nhiều thì mình ăn thêm chút, không có cũng không sao, lỡ tới phiên mình hết cũng không sao. Nói chung là phải khởi tâm đối với cái chuyện ăn uống, phải thật là nhẹ nhàng. Dù không phải là những ngày bác quan trai đi nữa, đời sống của chúng ta phải nhẹ nhàng trong cái việc ăn uống. Cái chuyện mình phải làm để lo cho khách đó là bổn phận của mình. Nhưng đối với bản thân chúng ta, mỗi người chúng ta phải tự khắc kỷ, tức là mình phải khó khăn với chính mình, phải tự thúc liễm lấy mình. Không thì chúng ta có gì dùng đấy. Thí dụ ha, mình ở đây nè, mỗi lần mà có khách phải nấu nướng cho người ta ăn cho đàng hoàng, đó là bổn phận của mình. Nhưng mà bản thân chúng ta tới phiên mình xuống ăn, hết thức ăn rồi không sao hết, ăn cái gì cũng được. Còn ví dụ như mình ăn ngon, mình thấy ngon rồi, cái mình đi xuống mới lấy cái chén á, mình múc miếng lại, mình lấy bao, mình gói lại, mình ghi tên, mình vô, mình giấu, mình cất đi để chiều nay mình có ăn. Đó không phải là cái cách của mình sống. Nói nếu là nói tội thì chả tội gì, nhưng mình ta nhìn vô nó, trời đất ơi, nó ăn đã đời rồi mà còn tham, còn giấu lại để chiều ăn nữa, mà trong khi đó chúng lát người ta, người có người không. Hiểu ý không? Cho nên bản thân mình á, mình phải lo cho mọi người, lo cho khách thì mình lo hết lòng, làm cho đàng hoàng. Đừng có người ta ở xa người ta đến, dụ vậy đó, hay là người ta đến đây người ta tu tập, chúng ta phải lo cho người ta đầy đủ. Nhưng với bản thân chúng ta đừng quan trọng quá, có gì ăn nấy, còn dư thì chúng ta ăn nhiều hết thôi, còn không có ăn miếng cơm chao tương gì đó, mình ăn cả đời mà. Nói chung là đừng có nặng lòng quá trong cái chuyện mà nếu vì cái đó mà giận hờn phiền não lại càng dở nữa đó. Ví dụ như lỡ tới phiên mình mà không có gì ăn, buồn giận càng dở nữa. Nói hồi đó mới vô tu, các chú mới vô tu, không phải mấy chú mình đây ha, kể mấy cái thiền, mấy cái tu viện vậy. Con lần đó, và hồi đó là chị Phiên ở bên làng, chị Phiên mấy anh Tây nấu, mà mỗi lần mấy anh Tây nấu là ăn cái gì? Ăn toàn ba cái rau củ ở trong mấy cái bịch, trong mấy cái hộp á. Thí dụ như
củ dền đó, trong mấy cái bịch cái anh cắt ra cái anh đổ răng rổ. Trời ơi, nhiều thầy mình đó thì buổi chiều muốn ăn cái gì cho nó no no một chút. Mấy ảnh đâu có biết nấu cơm, mà hồi đó không có nồi cơm điện đâu nha. Cơm là nấu trên cái lò gas á. Mà nhiều anh Tây đâu biết nấu cơm, mà nhất là nấu nồi bự, một lần mấy chục khắp làm sao anh nấu. Có bữa anh nấu ra sống nhăn. Trời ơi, hồi đó là ban nấu ăn, ban rửa dọn. Mà cái ban rửa dọn nó xuống nó thấy hả, trời ơi, trong trong cái xin chén hả, ở chỗ cái chỗ rửa chén là nồi chảo thao lớn thao nhỏ, không là tất cả đồ đạc trong bếp giờ nó xuống đất hết rồi đó, nhưng mà không có gì ăn. Tại vì mấy anh ảnh đâu biết làm. Mà nhiều anh vô mới vô tu mà còn nóng tánh. Có bữa đó anh kêu ảnh vô anh rửa chén, ồ anh giận quá, anh cầm nguyên cái thứ anh rửa anh dục xuống, nó nấu ăn không có cái gì ăn mà nó bắt mình rửa quá trời, anh dục rầm rầm vậy đó. Sau này phải chia ra, trong đội người Tây Phương phải có một hai anh Việt Nam biết nấu cơm. Để làm chi? Để cho chúng Việt Nam còn có cơm ăn chứ. Chứ không thôi là đói meo hết làm sao. Phải không? Sau này có chia vậy không? Trong đội Tây Phương phải có một hai anh Việt Nam biết nấu ăn. Mà đội anh nào mà biết nấu ăn là mình khỏe lắm. Mấy ảnh vô, mấy ảnh làm xào xào vậy mà cũng có món của mình ăn. Còn mình thì chẳng quen ăn buổi chiều mà ăn, trời ơi, củ dền nè, bắp hộp nè, ba cái cà rốt gì anh đem ra một đống vậy đó. Ảnh ăn được, mình ăn đâu được. Nhất là ba cái đậu buổi chiều lên đổ. Bây giờ bữa nào mà ăn đậu nhiều quá nó rồi, tối đi khỏi đi ngồi thiền. Thì hôm nay mình học, thật ra cái bài này mình học kỹ lắm. Hồi cái hình như trong cũng năm nay hay sao, hay là vừa rồi vậy đó, mình đã có một cái bài học về cái nghi thức truyền bát quan trai và nói rất kỹ. Cho nên là thôi mình lược được rồi. Thì hôm nay là mình hoàn tất cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu 51 bài với 68 buổi học. Thì nếu mà để coi, có thể là trong mấy ngày tới đó mình học thêm 2 bài nữa cho đủ 70 buổi, rồi mình sẽ học qua cái khác. Có thể là mình sẽ soạn 1-2 bài kệ nào mà mình chưa có đó, mình thêm vô để mình học thêm. Nhưng mà mình biết là bát quan trai giới là một cái pháp tu mà do Đức Phật chế dành cho các vị tại gia khi không có điều kiện trọn đời xuất gia thọ giới, thì các vị thọ giới này trong một ngày một đêm. Và cái giới này á, nó có 2 trường hợp để tu. Nếu có một người xuất gia truyền, hiểu không, thì chúng ta có nghi thức truyền giới. Còn nếu như trường hợp các vị cư sĩ, các vị Bồ Tát tại gia ở nhà thì có nghi thức gọi là tự thọ. Thí dụ như trong Bồ Tát giới nói á, tại gia Bồ Tát giới một tháng phải có 6 ngày tu bát quan trai, thì làm sao mình kiếm thầy ở đâu mà tới truyền cho mình? Thì mình tự ở nhà mình phát nguyện. Thật ra cũng rất đơn giản, về tất cả mọi nghi thức thì tùy mình. Cái chính yếu là chúng ta phát nguyện. Thí dụ như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Nhớ thêm chữ đó vô thôi. Như chư Phật suốt đời không trộm cắp, con nay phát nguyện một ngày một đêm giữ giới không trộm cắp. Còn bất cả mọi hình thức khác là tùy mình. Mình muốn phụng thỉnh tam bảo, muốn làm gì đó thì du di. Nhưng mà chính trong cái phần này là thọ tam giới. Rồi chúng ta tự cho mình một cái pháp, một cái thời khóa biểu để chúng ta hành trì. Thì nếu mà chúng ta là những người lãnh đạo ở các đạo tràng thì cố gắng làm sao mình sắp xếp mỗi tháng ít nhất một lần mình tổ chức những cái ngày tu này, để cho các Phật tử tại gia người ta có cơ hội người ta tu tập. Về cái phần gọi là tùy duyên á, phương tiện đó, thì tùy theo mỗi thời đại, mỗi quốc độ.
mà chúng ta hướng dẫn cho các vị tu. Nếu trong tương lai các vị có ra ngoài hành đạo ở những đạo tràng nào thì nhớ làm sao mình cố gắng thu xếp để có cái khoảng thời gian tu tập này cho các vị cư sĩ, để cho các vị gieo cái công đức ở cái phần xuất gia, vì đây là cái bổn phận của chúng ta. Các vị cư sĩ thì đâu có biết cái việc này, thì cái phần này là do người xuất gia chúng ta biết, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta thực hiện để tạo duyên lành cho các vị cư sĩ, và thậm chí chúng ta phải khuyến khích các vị để các vị thọ tu. Ai tu không được 24 tiếng thì tu 12 tiếng. Mặc dù không đúng cái pháp nhưng mà vẫn hơn là họ không thể tu nửa ngày rồi các vị về nhà cố gắng giữ nha. Thí dụ mà các vị đó họ thọ xong được 12 tiếng phải không, dặn các vị về nhà từ đây cho tới sáng mai nhà nhớ cũng giữ ăn chay nha. Nhớ là phải giữ 8 điều này chứ không phải về nhà rồi mở cải lương lên coi nha. Nhớ về nhà tối rồi, khuya rồi thì ngủ, sáng mai thức dậy sớm lo công phu. Mấy đứa con nó có mua cháo gà, cháo cháo cá gì về nhớ đừng ăn nha. Rồi ở nhà mà có mở Paris by Night gì nhớ đừng ké vô coi nha. Đi thẳng lên lầu, đi thẳng vô phòng giữ giới tu. Đó, mình giữ nhắc như vậy để cho các vị về các vị ta tu. Thì đó là cái bổn phận của chúng ta. Thôi thì mình học tới đây, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.